lúc đầu mình có ba hơn 3.000 xu và 6.000 đồng. Đây mình sẽ các bạn xem đó. Nhưng mà một cây veo, bạn này cái bập phát, vâng, xu của mình nó còn như này thôi và đậu của mình chỉ có còn như thế này thôi. Đấy. Ok, hello, chào người mình là Simi này, ăn nhau và chào quay sự video của mình và chúng ta sẽ là video mini world nha nha. Ok các bạn, là trở lại video mini world ở đây. Ok các bạn, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để nút đăng ký, nút like và đừng quên bật động phía dưới nữa các bạn, muốn mình làm video gì tiếp theo, và đừng quên lắc cái chuông bên cạnh nút đăng ký video mới nhất của mình sẽ thông báo cho các bạn nha. Và không có hashtag comment số làm giết chân á, chúng ta sẽ bỏ qua vụ này. Hôm nay mình sẽ làm video này để chính thức nói về hai vấn đề chính khá quan trọng. Thì giáp sao nói chung này nó khá là dài nên mong các bạn thích nó. Ok, mình sẽ bắt đầu thôi. Ok thì nói chung thì nếu như các bạn đọc tiêu đề thì các bạn sẽ nghĩ là mình đã gọi là biết được thông tin tên hacker các kiểu, thì giáp mình đã biết rồi. Nhưng mà mình sẽ để cái vấn đề này sau, thì mình sẽ nói một vấn đề trước ha. Thì hiện tại đang có một vấn đề mình khá là hơi nhức đầu một chút, đó chính là như cái video gọi là tập cuối cùng của series Cậu Chúng Tôi Là Nhóc Con thì mình thấy rất là nhiều người thích nó, nhưng mà về cái phần comment thì mình cảm giác hơi buồn. Tức là mình sẽ cho các bạn xem đây. Đó, thì mình thực sự là trong video đấy mình muốn lướt những comment gọi là gì ta, cảm xúc của các bạn khi xem gọi tập phim đấy, hay là những dòng cảm xúc của các bạn, nhưng mà mình chỉ nhận lại được comment số 25 các kiểu con là điểu. Đấy, thì lúc đầu á mình nghĩ mình làm cái đấy ra để mình muốn cho các bạn nhận tim đấy, các bạn thích. Nhưng mà lúc sau thì mình thấy nó lại nhìn nó hơi bị chướng mắt á, tức là kiểu nó không có hay nữa. Kiểu như video roleplay của mình á, thì mình muốn mình đọc những cảm xúc của bạn về gọi là những gì mình diễn, hay là những cảm xúc của bạn về gọi là nhân vật của mình tạo ra, những nhân vật của mình diễn ra đấy, thì mình thực sự mình muốn đọc những dòng cảm xúc của bạn. Nhưng mà mình xuống thì mình đọc thì toàn là thấy gọi là comment số 25 mà. Đấy, dù trong video mình không hề kêu nhưng các bạn vẫn gọi là ghi hashtag đã xem hết comment số 25 thì đấy. Thì và cũng có một số bạn phản bác là cái này nó xàm quá, cái là nó không có kiểu như kênh mình kiểu. Và sau một lúc nữa thì mình cảm giác như là mấy bạn comment á như kiểu robot á, kiểu như mình có ví dụ kênh mình triệu sắp mà có 100.000 acclone á. Đấy, xong là mình ấy ra, xong là mình bảo, xong mình tự ghi, xong tự thả tim á, kiểu đấy. Thì thực sự mình không thích cho lắm. Đấy, và mình mong, à không, thực sự mình không mong nữa. Thì sau video này mình sẽ thả tim cho những comment không liên quan tới hashtag đã xem hết và comment số 25. Mình chỉ thả tim cho những bình thường thôi, về những cảm xúc hay là những cái gì các bạn thích, chứ không phải là hashtag đã comment số 25 nữa. Đấy, thì mình chỉ mong các bạn là vậy. Mình thì mình muốn gọi là đọc những cảm xúc của bạn. Đấy, thì mình thực sự muốn đọc những cảm xúc của bạn hơn là những gọi là những câu gọi là theo mẫu. Đấy, thì bạn nào nói chung là chỉ cần bạn comment thôi là mình cũng đã thả tim rồi, chứ các bạn khỏi cần ghi hashtag comment nữa là mình sẽ thả tim thôi. Đấy, thì đó, thì sau video này thì mình mong các bạn là mọi người hãy comment những gì các bạn thích. Và mình sẽ không thả tim cho những bạn hashtag comment số 25 nữa, mà mình chỉ thả tim cho những bạn comment về gọi là gì cũng được. Nói chung là các bạn comment về cảm xúc của bạn về video này, hay cảm xúc của bạn gì đấy, thì mình chỉ comment cảm xúc thôi, chứ mình không thả tim cho những comment đã xem hết nữa. Thế đó. Đấy, thì mình mong sau video này thì các bạn có thể gọi là comment những thứ các bạn thích, chứ không cần phải là theo mẫu nữa. Mình sẽ thả tim cho tất cả các bạn mà. Đấy, thì các bạn cứ comment thì mình sẽ thả tim thôi. Đấy, thì đó là vấn đề thứ nhất. Thì mình mong các bạn thông cảm và các bạn có thể hiểu cho mình. Và mình cũng rất vui nữa các bạn, vì mình mà gọi là làm điều đó, thực sự rất là vui. Ok, và vấn đề thứ hai là bạn hacker hack nickname teo 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 teo. Đấy, thì thực ra thì mình cũng đã biết chân tính của bạn này rồi. Thì mình biết, mình đã cũng đã dò ra ID gọi là bạn này xâm nhập gọi là admin. Đấy, thì mình cũng đã dò ra rồi. Thì nói chung là bạn này thì mình để ý là có một thay đổi skin kiểu màu tóc xanh xanh như thế này. Đấy, và theo như mình biết là bạn này gọi là đôi lúc gọi là gì ta, dùng ạc mình để vào sẵn liên thông. Thì có một bạn hôm qua đã chụp mình vào một cái gọi là map đám cưới, nhưng mà thực sự đó không phải là mình. Và đây là cái ảnh bạn này dùng nick mình để vào. Thì các bạn hãy lưu ý thế này nhá, nếu các bạn thấy ạc của mình tên là mèo semi gạt gạt gì đấy mà có skin khác thì đó không phải là mình. Ok, và mình gần đây mình không hề vào sạch liên thông gì cả, mình không hề cho sạch liên thông, mình chỉ lo làm video thôi. Đó là thứ hai. Và đấy, nói chung là bạn nào mà thấy admin mà gọi là mà vào sạch liên thông thì nó không phải là mình nhá. Ok, tôi qua đoạn này đã, đoạn này rất là ồn luôn, tại xíu nha. Ok,
đợi xíu nha, đã qua hơi khổ xíu. Mà qua cái đoạn này là không có nói được gì hết trơn á. Ok ok, đợi tôi xíu nha. Ok, ai da 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 ai da. Ui, ok thì thực ra thì mình cũng không phải đầu cầu xin bạn hacker, thì bạn ơi làm ơn đừng có chơi ặc mình nữa, mình lại bạn thì không, mình cũng không muốn nói gì đâu. Chỉ là hiện tại thì mình đang nhờ gọi là chị họ Juni đang giúp mình về cái việc mã hacker này, thì nên các bạn cũng đừng lo lắng cho mình nữa. Thì thiệt hạ các bạn mình làm ra thì nó rất là vại lì luôn đấy. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái đầu tiên, đó chính là xu của mình. Lúc đầu mình có hơn 3.000 xu và 6.000 đồng. Đây mình sẽ cho các bạn xem đó, một con số rất là lớn mà mình cày rất là lâu luôn. Với gọi là, và mình là một người rất là thích xài tiết kiệm đấy, nhưng mà một cây veo và cái bập phát, vâng, xu của mình nó còn như này thôi và đậu của mình chỉ có còn như thế này thôi đấy. Các bạn thấy nó vại lì đâu. Ôi ui, chết trời, cái này phải ăn cái này đã. Trời ơi, ok. Đấy, thì các bạn thấy thiệt hại là xu coi như bay hết trơn rồi nè. Đấy. Và vấn đề thứ hai nữa là bạn này xóa hết những skin mình cần thiết, và bạn này đã thêm skin của bạn vào. Đấy. Thì và mình một điều chắc chắn là bạn này một người rất là ghét mình. Tại sao là ghét mình, hoặc là cũng có thể không thích mình? Bởi vì bạn này hay đăng những dòng tâm trạng cảm xúc như thế này. Bạn này gọi là đăng những bài gọi là mình bị ngáo, mình bị ngu, mình bị đần cái gì á, mình chả biết nữa. Đấy. Và một phần nữa bạn này mình chắc chắn bạn là con gái. Đấy, thế thôi. Và gì vậy ta? Và bạn này đã gọi là hắc nít và phá nít mình rồi mà còn thay đổi tiểu sự mà còn. À, và cái phần gọi là giới thiệu của mình á, bạn này còn để là tiểu sự là mình làm nhà sinh mi ngu lùi á, không biết. Bạn này để một cái biểu cảm của mình là máy mũi. Thì cho mình hỏi là cái người hắc nít mình thì ví dụ mà hắc nít mình ấy chỉ muốn chơi thôi á và không ghét mình á, thì họ cũng phải không cần phải làm như vậy rồi. Nhưng mà đây họ làm như vậy thì các bạn nghĩ họ ghét mình, họ thích mình? Thật sự là buồn luôn. Đấy, và đó là phần thứ hai. Ok, và mình còn gì vậy ta? Và bạn này tiêu du thì bạn này rất là hay nha. Bạn này mua những skin đắt nhất, thật sự luôn. Và đây mình sẽ cho các bạn xem những cái skin mà bạn ấy đã mua. Đó, thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Ở đây luôn ha. Đâu rồi? Đây. Đây là những skin rất là mắc. Đấy, Tề Thiên Đại Thánh nha. Mình nhớ là 2.000 xu hay sao, mình chả nhớ nữa. Còn mấy con chuột như ý là 400, con chuột phát lộc này là 300 mấy, Kana thì cỡ 200, mà Mini S thì cỡ bao nhiêu nhỉ? 400 hay 300 gì đó mình không nhớ. Nhưng rất là đắt, thật sự rất là đắt luôn. Và bạn này có xài gọi là đây skin đây những skin bộ bạn này mua đấy, có một mấy skin bộ bạn này có mua, mình nhớ bạn này có mua một skin bộ gì đấy ta, cũng không nhớ nữa. Nhưng mà bạn này mua mấy skin bộ rất là đắt luôn. Và các bạn biết là xu của mình 3.000 xu mà còn 4 xu thì các bạn biết là nó như thế nào đúng không? Các bạn thấy cái độ giả vàng nó như thế nào đúng không? Đấy, thì phá xu cha lang đại hại luôn đấy. Thì nói chung thì lúc đầu thì mình cũng rất là buồn, mình không ngờ gọi là bạn này là gọi là làm như vậy. Nhưng mà thôi chịu thôi, người ta muốn phá nít mình mà, nên mình cũng không có ý kiến gì. Mà bây giờ thì đứa phá nít mình thì chẳng lẽ bây giờ mình phải đi ngồi lại xin, hay chẳng lẽ mình tới nhà bạn đó mình ngồi mình nói với ba mẹ bạn đấy là con cô nó thế này thế nọ. Đấy, cũng đâu được đâu đúng không? Đấy, thì mình chỉ biết gọi là chờ đợi để chị Thỏ xử lý giúp mình thôi. Đó. Và sau video mình cũng khuyên các bạn hãy bảo mật tài khoản video các bạn thật kỹ, còn không thì các bạn sẽ gặp những trường hợp rất là rủi ro như mình đấy. Và thực sự thì nó không vui dành cho những bạn nào nộp tiền nhiều nữa đấy, thì thực sự rất là mệt. Em mong các bạn gọi là hãy cẩn trọng hơn và bảo vệ tài khoản mini của các bạn tốt hơn đấy. Và gì nữa nhờ, mình nhớ mình có nhiều cái để nói lắm nhưng mình đau quá à. Oh my god. Đấy, thì mình chỉ muốn nói hai vấn đề gọi là về comment. Đấy, thì mình mong các bạn chúng ta tiếp tục các bạn hãy comment những cảm xúc của các bạn, chứ không phải là hashtag comment số 25 để nhận tim của mình. Thì các bạn chỉ cần comment cái gì cũng được, mình cũng sẽ thả tim thôi. Đấy, thì mình mong các bạn làm gì đó vì mình thì thực sự rất là vui. Và sắp tới thì sẽ có những series hay khác hơn nữa, thì mình mong mình có thể đọc được những dòng cảm xúc của các bạn hơn là những hashtag comment số 25. Đấy, và các bạn cố gắng bảo vệ admin của các bạn thật kỹ nhá. Thực sự nó rất là quan trọng. Và lỡ bạn yêu quý càng của bạn như thế nào, tự nhiên một ngày đẹp trời bạn bị hack và bạn không muốn chơi mini world nữa,
Đấy thì mình thật sự không muốn như vậy. Dạo nào thì mình mong các bạn gọi là bảo mật thật kỹ. Ok. Nói chung là chết tôi. Tôi chả biết nói sao nữa. Không hiểu sao tôi bị hắc luôn chứ. Trời đất ơi. Nói chung là mấy bữa nay mình cũng mất tinh thần lắm. Nhưng mà vì các bạn thì mình sẽ cố gắng, gọi là không mất tinh thần, mình sẽ cố gắng hết sức. Đấy. Và dù sao thì mình cũng cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ mình, gọi là trong suốt thời gian qua. Và nhiều bạn đã động viên mình, bảo chị ơi đừng buồn nữa, sẽ em ở bên cạnh chị nè. Đấy thì thực sự mình rất là vui. Đấy. Thì ok các bạn, thì video của mình như thế này thôi. Thì các bạn thấy như thế nào thì các bạn đừng quên bình luận video cho mình biết nha. Và các bạn bình luận gì cũng được, mình sẽ thả tim cho các bạn hết trơn luôn. Đó, thì ok. Và những bạn nào comment hashtag comment số 25 thì mình sẽ không thả tim nữa nha, từ video này nha. Ok, cảm ơn nhiều bạn rồi mọi. Và chúc mọi người một ngày thật tốt đẹp, bye bye anh nhá. Yêu mọi người rất là nhiều.